Ngoài thị trường thì cũng có rất là nhiều dòng sản phẩm nệm và cũng có nhiều hãng cung cấp những dòng sản phẩm nệm để cho cả nhà mình dùng để có những cái trải nghiệm giấc ngủ ngon và những cái ngủ tuyệt vời. Và chính vì vậy thì để khi mà mình với nguồn kinh tế eo hẹp và muốn mua một chiếc nệm có giá giá cả nó vừa phải á thì nó cũng rất là khó khăn để cho anh chị để mà có một chiếc nệm giá rẻ và chất lượng tốt. Thì và với chiếc nệm chất lượng thì cả nhà mình cũng biết rồi, không phải là một chiếc nệm nhiều tiền thì với là một chiếc nệm tốt, cái đó nó chỉ đúng mới chỉ một phần nhỏ thôi cả nhà nhá. Với một chiếc nệm tốt thì cả nhà mình phải để ý, mình thực hiện này. Với một chiếc nệm tốt á, là chiếc nệm đó mình phải dùng được, mình phải trải nghiệm cái một giấc ngủ một cảm giác mình thoải mái và relax nhất và nó phù hợp với cơ thể của mình nhất thì chiếc nệm đó gọi là chiếc nệm tốt cả nhà nhá. Mình mua một chiếc nệm nhiều tiền về đi nữa mà mình nằm mà không phù hợp với thể trạng cơ thể của mình thì nó cũng rất là khơi sự khó chịu cho mình và cho mình giấc ngủ nó không thoải mái. Chính vì vậy á, với một chiếc nệm thì có độ đàn hồi và độ êm ái và có độ mềm mại nhiều á, thì nó sẽ phù hợp với những anh em bạn trẻ, những người có sức khỏe thể trạng bình thường. Còn những anh chị nào mà đau lưng đau cột sống hoặc là lớn tuổi thì hãy chọn cho mình những chiếc nệm có độ cứng và độ vững chắc cao thì nó sẽ giúp cho mình một chiếc có một chiếc ngủ ngon và một chiếc ngủ thoải mái nhá. Và chất liệu của chiếc nệm thì nó sản chất và chất liệu để sản xuất ra một chiếc nệm thì nó quyết định cái giá thành của sản phẩm nệm. Giả như một chiếc nệm mà làm từ mủ cao su thiên nhiên thì làm từ nguyên liệu là cái cỏ mủ của cây cao su thì chính vì vậy cái giá thành sản phẩm thì nó sẽ cao hơn so với những chiếc nệm mà làm từ những cái sợi bông ép hoặc là những cái hoặc là nệm cao su tổng hợp chẳng hạn. Nên chính vì vậy thì anh chị em nào khi mà mua hàng mua nệm với cả nhà mình chưa tập trung vào xem thể trạng của mình nó phù hợp với những dòng sản phẩm nệm nào thì mình hãy đưa ra lựa chọn là mình chọn cho mình chiếc nệm nó phù hợp với thể trạng của cơ thể của mình, nó mình dùng nó mới là chân ái cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian theo dõi video giờ phút này, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nhé.